chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin thời sự hoa kỳ và thế giới được phát sóng trên kênh little Second news kính thưa quý vị truy tố điều tra ứng cử viên tổng thống joe biden về hành vi gian lận trong cuộc tranh cử trước cuộc tranh luận nhóm chiến dịch của ông biden cương quyết với 3 không không kiểm tra chất kích thích không tranh luận liên tục không kiểm tra thiết bị truyền tín hiệu Màn tranh luận trên truyền hình đầu tiên của cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 ở Hoa Kỳ vừa kết thúc sáng ngày hôm sau, ngày 30 tháng 9 theo giờ Mỹ. Ngôi sao giải trí Mỹ James Woods đăng video chứng minh rằng ứng cử viên đảng Dân Chủ Joe Biden đã đeo một thiết bị tương tự như dây cáp điều khiển từ xa trong cuộc tranh luận tổng thống. Video của Woods cho thấy rằng trong cuộc tranh luận tổng thống, ông Biden thò tay vào trong áo khoác ngực như thể đang gãi ngứa hoặc chỉnh cái gì đó bên trong áo vest rồi sau đó ông ấy rút tay ra khỏi áo, trên áo sơ mi trắng của ông xuất hiện một đường dây màu tím. Thật trùng hợp, những người xem tin mắt cũng phát hiện ra có một thứ giống như dây kim loại trên cổ tay của Biden. Một số người nói rằng nó giống như một ống truyền tĩnh mạch. James Woods, người đăng tải video này, không chỉ là một ngôi sao nghệ thuật, anh từng đạt tròn 800 điểm môn ngữ văn và 799 điểm môn toán trong kỳ thi tuyển sinh Đại học Hoa Kỳ, đồng thời giành được học bổng toàn phần của Viện Công nghệ Massachusetts. Bên cạnh đó, hôm ngày 29 tháng 9, nhóm vận động tái tranh cử của Tổng thống Trump đã đưa ra một yêu cầu, đó là bên thứ ba sẽ kiểm tra tay của người tranh luận xem có thiết bị điện tử hoặc thiết bị truyền tín hiệu nào được sử dụng hay không để tránh trường hợp gian lận. Chiến dịch của ứng cử viên tổng thống Đảng dân chủ Joe Biden đã đồng ý kiểm tra tai nghe điện tử trước khi bắt đầu cuộc tranh luận vào ngày 29 tháng 9, nhưng bỗng nhiên bây giờ lại từ chối. Chiến dịch của Tổng thống Donald Trump cho biết Vài ngày trước, nhóm của ông Joe Biden đã đồng ý kiểm tra về tai nghe điện tử trước khi tranh luận, nhưng hôm nay vào ngày tranh luận lại đột ngột từ chối. Ông Tim Murthouse, giám đốc truyền thông của chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump cho biết trong một tuyên bố. Ông nói, ngoài việc từ chối kiểm tra chất kích thích, có vẻ như khá rõ ràng rằng nhóm của ông Biden đang tìm kiếm bất kỳ sự bảo đảm nào có thể có trong khoảng thời gian ngay trước cuộc tranh luận. Phát ngôn viên của chiến dịch ông Biden là bà Kate Benefield nói, tuyên bố này là hoàn toàn vô lý tất nhiên ông ấy không đeo tai nghe bà Benfield nói với các phóng viên khi được hỏi liệu chiến dịch của ông Biden đã bao giờ đồng ý kiểm tra tai nghe điện tử trước cuộc tranh luận hay chưa chiến lược gia Simon Sanders từ chối trả lời trực tiếp điều này thật vô lý điều này hoàn toàn vô lý bà nói do đó chiến dịch của ông Biden đang từ chối trả lời câu hỏi một nhân viên trong chiến dịch tranh cử của tổng thống Trump Matt Workin bình luận trên Twitter Chiến dịch của ông Biden cáo buộc rằng chiến dịch của ông Trump yêu cầu người dẫn chương trình Trish Qualley không đề cập đến việc hơn 200.000 người Mỹ đã chết vì Covid-19. Ông Mattel gọi tuyên bố này là một lời nói dối. Đây là đỉnh cao của trò chơi chính trị với một cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng. Theo Ủy ban về các cuộc tranh luận của Tổng thống, cuộc tranh luận kéo dài 90 phút, Ủy ban này là một tổ chức phi lợi nhuận, phi đảng phái được thành lập để quản lý lịch trình và thông tin chi tiết cho các cuộc tranh luận Tổng thống. Ủy ban này đã không trả lời yêu cầu bình luận về những yêu cầu chính nào do hai nhóm chiến dịch đưa ra trong khuôn khổ cuộc tranh luận và liệu có yêu cầu nào được chấp thuận hay không. Vào chủ nhật tuần trước, Tổng thống Trump lần nữa đề xuất yêu cầu kiểm tra các thiết bị điện tử của hai ứng cử viên trước và sau cuộc tranh luận, nhưng Biden cũng không đồng ý. Trước đó, ngày 27 tháng 9, Tổng thống Trump đã nhắc lại rằng ứng cử viên Đảng Dân chủ Joe Biden nên xét nghiệm ma túy trực tiếp trước hoặc sau cuộc tranh luận sắp tới của họ vào tuần tới. Tổng thống Trump cho rằng kết quả những màn tranh luận của ông Biden trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân Chủ là không đồng đều. Khoảng 10 giờ sáng hôm ngày 27 tháng 9, ông Trump nói, Tôi sẽ kiên quyết yêu cầu một cuộc xét nghiệm ma túy đối với Joe Biden ngáy ngủ trước hoặc sau cuộc tranh luận. Và đương nhiên thì Tổng thống Trump cũng sẽ đồng ý làm xét nghiệm cho mình. Nói một cách nhẹ nhàng, thành tích tranh luận của ông ấy đã lập kỷ lục không đồng đều, chỉ có ma túy mới có thể gây ra sự khác biệt này. Khi được một phóng viên hỏi về tuyên bố của ông Trump, ông Biden cho biết, ông ấy gần như không, tôi không có bình luận gì. Vài tuần trước, ông Trump đã đưa ra khẳng định tương tự về đối thủ của mình khi nói rằng ông Biden đã có sự cải thiện đột ngột trong các cuộc tranh luận của mình trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân Chủ. Trả lời báo Washington Examiner về chiến dịch của ông Biden hồi đầu năm nay, ông Trump nhận định không ai nghĩ rằng ông ấy thậm chí sẽ giành chiến thắng bởi vì màn trình diễn tranh luận của ông ấy quá tệ thành thật mà nói màn trình diễn tốt nhất của ông ấy là khi đối đầu với thượng nghị sĩ bernie sanders nhân tiện chúng tôi sẽ kêu gọi xét nghiệm ma túy vì màn trình diễn tốt nhất của ông ấy là khi tranh luận với bernie Vấn đề không phải vì ông ấy là Winston Churchill, bởi thực tế ông ấy không phải vậy, nhưng đó là một cuộc tranh luận bình thường và nhàm chán, bạn biết đấy, không có gì đáng kinh ngạc đã xảy ra và chúng tôi sẽ yêu cầu xét nghiệm ma túy vì không có cách nào khác khiến ông Biden thắng cuộc tranh luận cả. Ông Trump giải thích rằng ông không biết làm thế nào mà cựu Phó Tổng thống lại có thể kém cỏi đến mức như vậy trong các màn trình diễn tranh luận của mình và sau đó đột nhiên lại có thể chiến thắng trước đối thủ Bernie Sanders. Tổng thống Trump tái khẳng định quan điểm của tôi là nếu bạn quay lại và xem một số cuộc tranh luận đó ông ấy đã đất tệ ông ấy thậm chí còn không mạch lạc nhưng khi đối đầu với ông bernie ông ấy lại làm tốt và chúng tôi đang kêu gọi xét nghiệm ma túy đó là một cuộc đấu trí nó không khác gì cuộc đấu giữa các đấu sĩ ngoại trừ việc chúng ta phải sử dụng não và miệng của mình và cơ thể của chúng tôi để đứng tôi muốn tất cả đều đứng còn họ thì muốn gọi xuống trong một cuộc phỏng vấn hôm ngày 28 tháng 9, ông Trump nói với Fox News rằng hàng ngày ông đều đang chuẩn bị cho cuộc tranh luận với ông Biden. Ông nói, khi bạn là tổng thống, bạn sẽ thấy mọi thứ mà họ sẽ hỏi và họ có thể không đồng ý với bạn, nhưng chúng tôi đã làm rất tốt. Chúng tôi đã tạo ra nền kinh tế vĩ đại nhất trong lịch sử và bây giờ nó đang trở lại. Chúng tôi đã đóng nó, chúng tôi đã cứu hàng triệu sinh mạng bằng cách làm những gì tôi đã làm và bây giờ chúng tôi đang đưa nền kinh tế trở lại Năm khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc đụng độ đầu tiên giữa ông Trump và ông Biden. Thưa quý vị, cuộc tranh luận đầu tiên của cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ năm 2020 đã diễn ra nảy lửa ngay từ đầu khi hai ứng viên Trump và Biden liên tục công kích đối phương trong suốt 90 phút, mặc cho những nỗ lực của người dẫn chương trình Chris Wallace nhằm điều phối cuộc tranh luận và đảm bảo các ứng viên tranh thủ các quy tắc tranh luận đã thống nhất từ đầu, tổng thống Trump và ứng cử viên Đảng dân chủ Joe Biden không ngừng dùng lý lẽ để công kích cá nhân lẫn nhau. Các chủ đề của cuộc tranh luận trải dài từ đề xuất thẩm phán tại tối cao pháp viện, đại dịch virus corona Vũ Hán, kinh tế, cho đến chính sách y tế và nhập cư. Hầu hết, các lập luận của cả hai ứng viên đều nhằm thu hút các cử tri nghiêng về đảng phái của mình. Sau đây, xin mời quý vị cùng nhìn lại top 5 khoảnh khắc của cuộc tranh luận do HTD tổng hợp. 1. Ai là người kiểm soát đảng Dân Chủ? Trong phân đoạn đầu tiên liên quan đến chiếc ghế trống hiện tại ở tối cao Pháp viện Hoa Kỳ, Tổng thống Trump bắt đầu công kích ông Biden vì nhóm người ủng hộ cho ông Bernie Sanders trong đảng Dân Chủ, cũng như việc họ ủng hộ chính sách bảo hiểm y tế cho tất cả người dân. Ngụ ý ông Biden sẽ theo đường lối xã hội chủ nghĩa của ông Sanders. Ông Biden lập tức phản pháo, Tôi chính là thành viên đảng Dân Chủ ngay lúc này. Trên thực tế, cương lĩnh của đảng Dân Chủ do chính tôi phê duyệt. Đây là một trong những tuyên bố mạnh mẽ nhất của cựu phó tổng thống Mỹ khi ông tự tách mình ra khỏi phe cực tả trong đảng phái của mình. Đáng chú ý là ông Biden đã thẳng thừng từ chối bày tỏ lập trường khi người dẫn chương trình Wallace hỏi liệu ông có muốn lắp đầy tối cao pháp viện bằng người đứng từ đảng của ông hay không và loại bỏ quyền phán quyết theo đa số thượng viện trong việc phê duyệt cho vị trí thẩm phán tối cao pháp viện. Thứ hai, ai là người điều hành cuộc tranh luận? Trong suốt cuộc tranh luận, hai ứng viên từ Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ luôn tìm cách ngắt lời, lấn át đối phương hoặc thậm chí nói cùng lúc hòng tranh giành sự chú ý về lập luận của bản thân. Ngay trong phân đoạn đầu tiên của cuộc tranh luận, người dẫn chương trình Wallace đã phải nhắc nhở tổng thống Trump rằng tôi là người điều hành cuộc tranh luận này. Thậm chí, tại một số thời điểm, ông Wallace phải thốt lên rằng: "Các quý ngài, các vị có nhận ra là cả hai đang nói cùng một lúc hay không?" Ông cũng đã phải nhắc ông Biden tránh không làm gián đoạn đối thủ trong khoảng thời gian 2 phút tranh biện cố định của mọi ứng cử viên khi ông này cố gắng nhắc lời ông Trump. 3. Ông Biden đánh mất phe cánh tả khi thảo luận về chủ đề y tế cũng như các chính sách chăm sóc sức khỏe cho người dân Mỹ, ông Biden tuyên bố ông không có cùng quan điểm với các thành viên còn lại của Đảng Dân chủ đối với chính sách bảo hiểm y tế cho tất cả người dân mà lựa chọn một phương án tách biệt cho riêng mình. Chính vì điều này mà ông đã bị một số người cùng đảng phái công kích. Trước tuyên bố này của ông Biden, tổng thống Trump nhấn mạnh, ông ấy vừa mất cánh tả rồi, ông vừa mất phe cánh tả đấy. Kể cả phương án đối phó với biến đổi khí hậu và các vấn đề môi trường của ông Biden cũng khác với đề xuất chung của đảng Dân Chủ. 4. Ông Biden trực tiếp trao đổi với khán giả về vấn đề virus corona Vũ Hán Đây là một trong những điểm sáng trong các lập luận của ông Biden khi ông đã nhìn thẳng vào máy quay để trực tiếp thuyết phục các cử tri theo dõi các cuộc đối đầu thông qua màn ảnh nhỏ rằng ông chính là người có phương án xử lý đại dịch tốt nhất ông đã nói với toàn bộ người dân nước Mỹ rằng các bạn không hoảng sợ, ông ấy mới hoảng sợ, ám chỉ Tổng thống Trump. Để đáp lời, ông Trump cảnh báo việc ông Biden muốn phong tỏa Hoa Kỳ sẽ phá hủy đất nước này. 5. Hai ứng viên tranh cãi về việc đeo khẩu trang và phong tỏa quốc gia Tiếp tục với chủ đề về đại dịch virus corona Vũ Hán, khi ông Wallace chất vấn vì sao ông Trump không áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội và đeo khẩu trang do chính quyền của ông yêu cầu khi tổ chức các buổi meeting vận động tranh cử. Đương kim Tổng thống Hoa Kỳ tự bào chữa cho mình rằng các buổi lễ này đều diễn ra ở sân bay vốn là không gian mở. Ông còn nói rằng các cử tri muốn lắng nghe những gì ông nói. Ông Biden lập tức đáp trả khi nói với khán thính giả rằng ông Trump không hề lo lắng cho họ và hoàn toàn vô trách nhiệm trong cách xử lý các vấn đề liên quan đến đại dịch. Ngay sau đó, ông Trump phản pháo với lý luận rằng ông Biden vẫn cương quyết lựa chọn giải pháp phong tỏa đất nước dù cho biện pháp này đang gây ra những tổn thương nghiêm trọng đến người dân Mỹ cả về tài chính và sức khỏe tinh thần của họ. Bản tin của chúng tôi xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin kế tiếp.